Vâng, em Sơn xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay thì em giới thiệu với quý anh chị một mẫu xe crossover hạng B mà được rất là nhiều khách hàng đang quan tâm và lựa chọn. Thì trước mặt quý anh chị đây là chiếc Toyota Corolla Cross. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2021 và một chủ sử dụng mua mới từ đâu và mang biển kiểm soát Hà Nội nha quý anh chị nha. Biển số thì cực kỳ dễ nhìn, 30H334.35. Xe này thì có ngoại thất là màu xanh xám nhá, nhìn rất là đẹp khi những ánh nắng nó chiếu vào, nhìn cho chiếc xe nó rất là đẹp. Và nội thất là màu đen. Thì vào năm 2019 thì chiếc xe Toyota Corolla này đã được doanh số bán ra cực kỳ là chạy. Bởi vì chiếc xe này đã được trang bị rất là nhiều option và cái phần thiết kế của chiếc xe này nó toát lên cái vẻ nhìn nó rất là sang và rất là đẹp. Thì sau đây thì em xin mời quý anh chị đi cùng em trải nghiệm xung quanh một vòng chiếc xe này nhá. Nó có những chức năng gì? Thì phần đầu xe thì em giới thiệu chi tiết cho quý anh chị. Thì Toyota Corolla này thì nó mang trong mình cái bộ bóng đèn bi projector dạng full LED nhá. Chiếu sáng cực kỳ thông minh. Thì những chiếc xe mà đi ngược chiều với chiếc xe của mình thì nó sẽ không làm chói cho chiếc xe đối diện. Và đây là dải đèn định vị LED ban ngày nhá quý anh chị nhá. Rất là đẹp. Đó. Đèn sương mù thì được trang bị full LED rồi, cảm biến thì xung quanh xe. Thì điểm đắt giá nhất trên chiếc xe này là đường phía bên sau của logo thì nó có một cái radar cảm ứng cảm biến. Khi xe phía trước có hay là có cái vật cản phía trước thì chiếc xe nó sẽ dừng lại. Rất là thông minh và cực kỳ là an toàn. Và cam 360 rồi quý anh chị nhá. Và cam đầu, hai cam bên sườn và cam nùi. Xe rất là đẹp quý anh chị ạ. Cái màu này được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Xe này thì em mới mua về nhá quý anh chị nhá. Nó sơn zin hầu như là toàn bộ theo xe. Chưa có một vết xước sát nào trên thân vỏ của chiếc xe này nhá. Đây là bộ la răng của chiếc xe này. Bộ la răng đa chấu hình dạng dao phay với cái đường kính 18 inch. Lốp thì khá là dày nhá quý anh chị nhá. Gương thì chỉnh điện gập điện này, tích hợp xi nhan bão rẽ và dải đèn LED full LED nhá quý anh chị nhá. Cam 360 thì nằm sẽ nằm ở dưới đây. Đó. Chiếc xe này thì sẽ được trang bị cảnh báo điểm mù cho xe phía sau khi vượt lên nhá quý anh chị nhá. Rất là cao cấp. Đó. Phần cửa mở này cũng một chạm thông minh thôi. Đó. Đây là bên trong khoang nội thất của chiếc xe này nhá, nhìn nó rất là đẹp. Đó. Từ phần ghế này nó vẫn còn giữ cái bộ form dáng độ mới của chiếc xe. Đó. Từ phần nhựa vậy, chưa có một vết chảy xước trên cái phần ghế nhá quý anh chị nhá. Đó. Còn ốc cũng vậy này, chưa có một vết vặn. Nó rất là đẹp quý anh chị ạ. Cửa đóng thì cực kỳ là chắc lịch. Đó. Đây là kính zin theo xe nhá quý anh chị nhá. Đóng rất là chắc. Đây là phần thân vỏ của chiếc xe này, nó những đường gân guốc trên chiếc xe nhìn nó tạo lên cho chiếc xe nhìn cực kỳ là khỏe khoắn. Nó rất là mới quý anh chị ạ. Bốn quả lốp vẫn còn nguyên bản đi theo xe nhá quý anh chị nhá. Thì được sản xuất vào tuần thứ 37 năm 2021 này. Đưa bộ phần la răng nhá, nó rất là bóng. Đó.
phần đuôi xe đây. Có cảm biến này, có cam nùi. Đó. Đây là phần cốp nhá, cốp của Cross này. Bộ thảm vẫn còn nguyên bản đi theo xe này. Đó, cốp theo hãng nhá. Cốp cực kỳ là rộng. Rất rộng. Nốt dự phòng cũng còn nguyên bản nhá, quý anh chị nhá. Chưa hạ. Phần nhựa cũng vậy này. Đèn đèn phần cốp này. Nó rất mới quý anh chị ạ. Cốp thì cực kỳ là rộng. Đây là phiên bản 1.8V nhá. Thì Toyota Cross thì nó sẽ có 3 phiên bản, phiên bản 1.8G và 1.8V. Và bản cao cấp là 1.8 HV, động cơ hybrid. Đây là mức tiêu thụ của chiếc xe này nhá, quý anh chị nhá. Thì đi trong đường thành phố thì chỉ mất tầm 8 lít thôi. Còn ngoài thì mất tầm 6, quý anh chị nhá. Đây là phần táp ly của khoang người lái này. Tất cả đều được trang bị bằng da nhé quý anh chị nhé. Tay nắm cửa mạ chrome này. Và nút đóng cửa thì cực kỳ là chắc. Đó, gương thì đều điều chỉnh được một chạm hết. Vì nó rất là mới quý anh chị ạ. Mới lắm. Chiếc xe này của em thì được sản xuất vào năm 2021 nhá quý anh chị nhá. Đó, những đường mát tem này vẫn còn giữ rất là mới. Phần ốc cũng vậy, chưa có một vết vặn. Ghế thì là chỉnh điện. Thì chiếc xe này của em thì hiện tại chạy được đây. Chạy được 1,5 vạn km nhá quý anh chị nhá, tức là 15.000 km. Đó. Thì những chiếc xe mà bên em bán ra thì em sẽ cam kết với quý anh chị xe không lâm đụng này, không ngập nước, máy móc hộp số vẫn còn nguyên bản hết cho xe. Bên em sẽ cam kết với quý anh chị hết trên giấy tờ và pháp lý cực kỳ rõ ràng. Đó. Bộ màn hình nguyên bản hết theo xe nhá, sẽ được trang bị rất là nhiều chức năng như là đây, Bluetooth này, đài FM này và cổng USB này. Đó. Điều hòa của Toyota thì nó rất là mát, điều hòa hai vùng độc lập nhá quý anh chị nhá. Mát cực kỳ là sâu. Đó. Ghế da này nó rất là mới quý anh chị ạ. Để tìm những chiếc xe mà cùng đời cho chiếc xe này thì rất là hiếm trên thị trường. Từ phần tắm lô cũng vậy này. Chủ xe đi cực kỳ là giữ gìn quý anh chị nhá. Đó. Cửa sổ trời cho hàng ghế đầu. Đó. Đèn này. Nó rất mới quý anh chị ạ. Vẫn còn cái mát tem này. Đó. Phần trần nỉ này. Nó mới lắm quý anh chị ạ. Chiếc xe này thì được trang bị rất là nhiều option. Cùng với những chiếc phân cùng phân khúc thì khó có thể chiếc xe nào cạnh tranh được chiếc xe này. Đây. Có cảnh báo radar phía trước này và cảnh báo lệch làn. Đó, đây là cái phần camera nhá quý anh chị nhá. Đó, nó sẽ cảnh báo cho chiếc xe khi chúng ta lệch làn. Phần vô lăng cũng vậy. Vô lăng bọc da. Nó còn giữ rất là mới, vẫn còn nút chấm li ti trên vô lăng này. Nó mới lắm quý anh chị ạ. Có lu can trôn, ga tự động quý anh chị nhá. Nó rất là đẹp. Tất cả đều phần đèn này cũng là tự động hết này, gạt mưa tự động hết này. Đó. Đèn tự động. Một chiếc xe chỉ nhỉnh trên 800 triệu thôi quý anh chị nhá. Thì mọi thông tin chi tiết của chiếc xe thì anh chị cứ liên hệ giúp em hotline trước màn hình nhá. Đó. Chiếc xe này nhập khẩu tại Thái Lan. Nên cái độ chi tiết, độ lắp ráp của chiếc xe nó cực kỳ khắc khe.
Đây là khoang người, khoang hành khách. Ngồi rất là rộng, rộng nhất phân khúc nhá quý anh chị nhá, phân khúc hạng B, cùng mấy ở chiếc Kia Seltos và chiếc Kona. Đó. Điều hòa hai vùng độc lập, có cổng sạc USB nhá quý anh chị nhá. Đầy đủ. Đó. Ghế da nguyên bản hết theo xe. Đường khâu mũi chỉ rất là thẳng hàng, rất là tinh tế. Rất là đẹp. Thì sau đây thì em xin mời quý anh chị tham quan vào bên trong khoang động cơ của chiếc xe này đi. Em sẽ quay rõ cho chi tiết cho quý anh chị về máy móc khung gầm của chiếc xe này. Chiếc xe này sử dụng khối động cơ 1.8 thôi quý anh chị nhá. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Từ phần ốc này vẫn còn dấu sơn trên những con ốc nhá của nhà máy hết. Đó, ốc bảy màu cực kỳ là sáng. Nó rất mới quý anh chị ạ. Chưa có một vết vạn trên những con ốc. Đó, từ phần ốc cabo cũng vậy nhá quý anh chị nhá. Xe rất mới, rất đẹp và cực kỳ là chất lượng. Với những chiếc xe mà bên em bán ra, em sẽ luôn luôn cam kết với quý anh chị. Quý anh chị có thể check bất kỳ đại lý chính hãng nào của Toyota hoặc các gala của anh chị quen biết. Thì sau đây thì em xin tổng kết lại. Thì hiện tại thì bên em đang có chiếc Toyota Corolla Cross. Đây là phiên bản 1.8V và được sản xuất vào năm 2021 và mang biển kiểm soát Hà Nội. Cực kỳ dễ nhìn. Thì hiện tại thì bên em đang trả bán với mức giá là 895 triệu. Giá này thì bên em vẫn còn thương lượng và linh động. Mọi thông tin chi tiết của chiếc xe này thì anh chị liên hệ giúp em hotline trước màn hình hoặc đến trực tiếp tại showroom của em ở bên 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, showroom Hà Nội K để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc là đến uống nước với em cũng được. Thì phần cuối video thì em xin quý anh chị một nút like, một nút subscribe, một nút ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.